Hello, Kiều xin chào cả nhà. Mình là đại lý độc quyền và đại lý vàng của mỹ phẩm Thiên Nhiên Anh Hương. Thì ở trên tay Kiều đang cầm một cái lọ, đó là cái lọ tinh chất nén, chuyên đặc trị nén và tàn nhang. Và Kiều chỉ bán hàng chính hãng của Linh Hương thôi, cho nên là các bạn mua hàng ngay trên trang Facebook cũng như là Zalo hoặc là YouTube của Kiều thì tất cả đều là hàng chính hãng và các bạn sẽ được bảo hành theo đúng quy định của mỹ phẩm Thiên Nhiên Anh Hương, đó là kích ứng sẽ được đổi trả hoàn toàn. Và ở đây là một cái lọ mà các bạn thấy nhỏ nhưng mà nó là dạng tinh chất, nó sẽ trị nám và tàn nhang cho cả nhà. Và khi mà cả nhà mình hết nám với tàn nhang thì nó sẽ làm da các bạn rất là mềm mịn và trắng sáng hơn rất là nhiều. Đối với những cái lọ mà trên thị trường mà trị nám và tàn nhang thì nó có thể là bị bào mòn da. Những cái loại kem thì mình sử dụng lên mình thấy là nó hết xong nó tái lại. Tuy nhiên là đối với lọ tinh chất nén của Linh Hương thì các bạn sử dụng nó sẽ không tái lại và nó sẽ hút nén từ dưới sâu lỗ chân lông của chúng ta cũng như là tàn nhang đó. Nên là những bạn nào mà đang trong tình trạng mà bị nén và tàn nhang thì các bạn chỉ cần là sở hữu một cái lọ này, giống như các bạn mới bị á, hoặc là các bạn bị tầm vài tháng sau sinh thôi thì các bạn sử dụng cái sản phẩm này nó sẽ rất là nhanh hết luôn. Còn đối với những bạn nào mà bị nén với tàn nhang lâu năm thì các bạn có thể là sử dụng từ 1 đến 2 lọ đó. Và hiệu quả của nó khi mà cả nhà mình kết hợp thêm sữa mặt nè, nước hoa hồng và thêm làm sạch tế bào chết định kỳ mỗi tuần một lần nữa thì hiệu quả của nó rất là nhanh nha. Và khi các bạn mua hàng chính hãng bên Kiều thì ở đây nó sẽ có thêm một cái tem chống hàng giả nha các bạn. Đây, tem chống hàng giả nè các bạn. Và sẽ có một cái tem chìm dán trên sản phẩm nữa để chống hàng giả và hàng nhái. Cho nên là các bạn nào mà muốn mua hàng chính hãng thì các bạn nhớ liên hệ ngay với Kiều qua số điện thoại là 0977 761748 để các bạn được sở hữu ngay một cái sản phẩm chính hãng sử dụng, nó sẽ an toàn hơn cho sức khỏe cũng như là nó sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều lần so với là những cái sản phẩm hàng giả và hàng nhái nha các bạn. Bây giờ thì Kiều sẽ máy bay cả nhà.